Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ tôi hôm nay mặt gia đình xin cảm ơn Đảng và Nhà nước và bà con đó tham gia tang lễ của sư Minh Thiện, và có gì đi sai sót xin bỏ qua, xin cảm ơn. Trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt, không bao lâu nữa thì Kim Quang Đại Đức sẽ rời bỏ gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì bà con ai vô đốt nén tâm hương để tiễn Đại Đức đi thì vô đốt để cho bên đạo tỳ họ bái quan để đưa tiễn Đại Đức về nghĩa trang Ngô Diêu Bình Dương. Rồi gia đình, đại diện gia đình cảm ơn quý bà con rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.